Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Trung Quốc tràn vào Đà Nẵng, Vũ Hán của Việt Nam xuất hiện. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán vào tối ngày 3 tháng 8 thông báo ghi nhận thêm 21 ca, trong đó có 15 ca viêm phổi Vũ Hán mới ở Đà Nẵng và 6 ca ở Quảng Nam, đưa tổng số ca bệnh ghi nhận cả nước lên 642. Tổng số ca tử vong là 6 ca. 6 ca ở Quảng Nam đều có liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trong một cuộc họp nói rằng 2 tháng nay Đà Nẵng đã âm thầm lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán và đề nghị cách ly Đà Nẵng như Vũ Hán. Đây là hình ảnh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong một cuộc họp về viêm phổi Vũ Hán. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chiều ngày 2 tháng 8 năm 2020 phát biểu trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các địa phương và cảnh báo Việt Nam đang đứng trước tình thế hết sức đặc biệt của dịch bệnh, đặc biệt là ở Đà Nẵng. Ông nói, Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng nay rồi, nên số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi đề nghị Đà Nẵng áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn. Ông nói tiếp, cao nhất là thế nào thì các đồng chí đã biết kinh nghiệm quốc tế rồi. Chúng tôi chỉ nói kinh nghiệm Vũ Hán khi xảy đến mức cao nhất thì họ yêu cầu tất cả mọi người ở nhà. Mỗi nhà chỉ được một người đi chợ một lần thôi, phát phiếu chỉ một người được ra khỏi nhà đi chợ thôi. Sau một thời gian họ không cho đi chợ nữa mà chuyển sang giao nhận thực phẩm tại nhà. Báo Thanh Niên đã rất lời trích dẫn nguyên văn lời ông Nguyễn Thiện Nhân như vậy. Và ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhận định nếu áp dụng cách ly như ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì Đà Nẵng cần phải đưa đi cách ly gần 30.000 người và con số này quá lớn so với Đà Nẵng nên cần áp dụng biện pháp cách ly tại nhà trong thời gian tới. Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới, làn sóng thứ 2. 37 trên 63 tỉnh thành có ca lây nhiễm, trên 50% địa phương có dịch nhưng tổng thể đất nước vẫn an toàn theo thông tin truyền thông nhà nước chia sẻ. Tuy nhiên tại Việt Nam thì khả năng xét nghiệm là rất ít nên số lượng phát hiện tương ứng cũng rất ít. Nhận định về nguy cơ, ông Nhân phân tích không có đủ thông tin dự báo, nhưng từ sơ đồ bệnh dịch, dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 30 tháng 8, nguy cơ cao nếu không có giải pháp quyết liệt sẽ đạt ngưỡng 10 người nhiễm trên 1 triệu dân, tức là cả nước sẽ có 970 người đang điều trị tại bệnh viện, hiện nay thì có 216 ca. Nếu không làm quyết liệt, sau thời gian vàng 30 ngày tới, nước ta sẽ đi vào diện cả quốc gia có dịch, ông Nhân đánh giá. Đây là hình ảnh đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào ca, cả 4 khu công nghiệp tại Đà Nẵng đều có công nhân bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề, Đà Nẵng có 120 người đang điều trị, phải có mục tiêu như thế nào chứ? Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có nguy cơ lớn, riêng Thành phố Hồ Chí Minh từ mùng 1 đến 27 tháng 7 khi dừng bay có 140.000 người về từ Đà Nẵng. Bình quân 1 triệu người Đà Nẵng có hơn 100 người nhiễm, gấp 10 lần chỉ số dịch mà thế giới công bố. Ông Nhân cho rằng cần xác định Đà Nẵng là trung tâm dịch đặc biệt nguy hiểm, mức độ rất cao, nhất là khi Bộ Y tế đã thông tin dịch diễn ra 4-5 chu kỳ từ đầu tháng 7. Cả 4 khu công nghiệp tại Đà Nẵng đều có người và có công nhân bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tin từ Ban Quản lý Khu công nghiệp Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng sáng ngày 3 tháng 8 cho biết, trong 4 khu công nghiệp ở Đà Nẵng có 5 công nhân dương tính với virus corona, giải cả 4 khu công nghiệp là Hòa Khánh, An Đồng, Thọ Quang và Hòa Cầm. 4 doanh nghiệp có công nhân dương tính viêm phổi Vũ Hán ở các khu công nghiệp Đà Nẵng gồm công ty Manaka ở khu công nghiệp Hòa Khánh với khoảng 400 lao động, công ty Sanaran ở khu công nghiệp An Đồn với khoảng 500 lao động, công ty Matrix ở Hòa Cầm với khoảng 2.000 lao động, công ty thủy sản miền Trung ở khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang với khoảng 800 lao động. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, trong số 4 doanh nghiệp có công nhân mắc viêm phổi Vũ Hán, hiện mới chỉ có công ty Kanner M tạm dừng hoạt động từ ngày 31 tháng 7. 3 công ty còn lại tạm thời vẫn hoạt động bình thường. Và ngoài ra, hiện nay cũng có 13 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán diễn biến nặng và nguy kịch. Thông tin từ tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán cho biết, trong số 242 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đang điều trị, có 10 bệnh nhân nguy kịch, thở máy, xâm nhập, điều trị tích cực, 3 bệnh nhân rất nặng. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó trưởng tiểu ban điều trị cho biết, đến sáng ngày 3 tháng 8 đã ghi nhận 621 trường hợp bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán.
Trong số 242 bệnh nhân đang điều trị, có 10 bệnh nhân nguy kịch, thở máy xâm nhập, điều trị tích cực ICU và ECMO, 3 bệnh nhân nặng, 21 bệnh nhân tiên lượng nặng, tức là có diễn biến nặng lên. Tổng số bệnh nhân tiên lượng nặng và nguy kịch là 34 trường hợp. Còn về ca tử vong thứ 6, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân số 429 tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc viêm phổi Vũ Hán là ca tử vong thứ 6 trong 4 ngày vừa qua. Đây là hình ảnh Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Và sẽ có thêm trường hợp tử vong, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long của Việt Nam dự báo sẽ có thêm trường hợp tử vong do nhiều bệnh nhân và bệnh lý nền rất nặng. Ông Long cho biết, Ban chỉ tướng ban hành chỉ đạo mới về phòng chống dịch bệnh trong thời điểm hiện nay với các nội dung chính như sau. Yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay với xà phòng và dung dịch sát khuẩn, hạn chế đi lại ở các khu đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và hạn chế tụ tập đông người. Xét nghiệm nhanh những trường hợp nghi nhiễm có biểu hiện ho và sốt. Và tạm đình chỉ các cơ sở hoạt động kinh doanh không thiết yếu, khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác trên địa bàn. 40% bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng gì khi viêm phổi Vũ Hán. Bộ Y tế Việt Nam cho biết có tới 40% bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán vừa được ghi nhận liên quan đến Đà Nẵng hiện nay không xuất hiện triệu chứng nhưng vẫn mang mầm bệnh và có thể lây lan rất mạnh trong cộng đồng. Đến nay, 6 bệnh nhân tử vong hầu hết ở tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền, mạn tính, nguy hiểm. Bộ Y tế vào hôm thứ Bảy nói có tới 800.000 du khách tới Đà Nẵng đã rời đi, trở về các tỉnh thành kể từ hôm 1 tháng 7 và có hơn 41.000 người đã ra vào bệnh viện của Đà Nẵng, nơi phát hiện ra những ca dương tính đầu tiên của đợt bùng phát dịch bệnh sau hơn 3 tháng, theo truyền thông nhà nước nói rằng là không có lây lan trong cộng đồng. Và khoảng 1,4 triệu người đã từng đi đến Đà Nẵng trong tháng 7 vừa qua, riêng 3 bệnh viện Đà Nẵng có 800 lượt người đến đây. Người nhập cảnh trái phép cũng tiếp tục đâm thủng phòng tuyến chống dịch của Việt Nam. Đây là hình ảnh nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kế hoạch vào thành phố Hồ Chí Minh đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai bắt giữ. Việc liên tiếp xuất hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng, Quảng Nam và An Giang đang dấy lên những lo ngại trong công cuộc chống dịch như chống giặc ở Việt Nam sẽ bị đổ vỡ. Và Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu khởi tố tất cả các trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam. Việt Nam liên tục phát hiện các trường hợp vượt biên trái phép từ các quốc gia láng giềng trong những ngày gần đây và nhiều nhất là từ Trung Quốc. Giới chức liên tục phát hiện dòng người tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp qua các tỉnh giáp biên giới như Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Tây Ninh, An Giang. Tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, tình trạng này diễn ra gần như thường ngày. Báo Tuổi Trẻ của Việt Nam nói, thậm chí có hôm lực lượng biên phòng bắt hơn 100 người. Và điểm chung của những nhóm người bị bắt phát hiện, bắt giữ mới đây, họ đều sang Trung Quốc đi làm thuê. Tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khiến công an Việt Nam trở nên khó khăn. Họ tìm cách quay trở lại Việt Nam. Sang Trung Quốc trái phép, họ cũng lựa chọn cách đi tương tự để trở về, tức là thuê người đưa qua đường mòn, lối mở hay vượt sông. Còn đối với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nhóm người Trung Quốc khai đi vào đường bộ, khả năng có đường dây đưa những người này vào Việt Nam. Thông tin cho hay, ban đầu nhóm người này khai đi bằng đường bộ, đường mòn, lối mở. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại việc kiểm soát biên giới. Thiếu tướng Dũng nói báo Pháp Luật Online như vậy. Và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng nêu trách nhiệm của các cơ quan, cơ sở lưu trú. Theo ông, cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định thì cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Ông Dũng cũng cho rằng đây có khả năng là một đường dây đưa người vượt biên trái phép và có một đầu nậu giữ hết hộ chiếu của những người này. Được biết, tất cả 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã được đưa vào cách ly, lấy mẫu xét nghiệm âm tính với virus corona lần thứ nhất. Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc nói tinh thần chống dịch là bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng không thể để đổ gãy nền kinh tế. Ông nói đây là câu hỏi lớn, phải công bằng, đòi hỏi nghệ thuật lãnh đạo thật tốt để nhân dân ủng hộ. Chỉ có nhân dân ủng hộ thì mới thành công. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng một số ngành nghề khi có dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố này. Ông cũng nói, tôi hoan nghênh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã dừng lại một số ngành nghề nhạy cảm không cần thiết,
nhưng vẫn duy trì các ngành nghề khác hoạt động để đảm bảo hoạt động kinh tế được duy trì. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói vào chiều ngày 2 tháng 8 khi chủ trì cuộc họp trực tuyến phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và cũng ngay lập tức, bất động sản đã rơi vào vòng xoáy. Làn sóng viêm phổi Vũ Hán lần 2 đã ập đến vào tháng 7, khiến thị trường bất động sản một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy bất định. Điều khiến các chuyên gia quan ngại là không chỉ thách thức mang tên viêm phổi Vũ Hán, bất động sản còn phải đón thêm nhiều bất lợi cùng lúc như giá vàng tăng cao, lãi suất hạ xuống thấp, rủi ro pháp lý vẫn chưa được giải quyết. Các biến số này thổi bùng quan ngại về bức tranh màu xám của thị trường bất động sản trong 12 tháng tới, theo báo Vietnam Express chia sẻ. Và Hà Nội là trung tâm của chính trị và tại đây cũng rất nhiều người có nguy cơ rất cao bởi vì số người già khá đông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói nguy cơ của Hà Nội khi có số người già đông nhất cả nước, chiếm 19% dân số, mật độ dân cư đông, việc đi lại phức tạp. Mấy ngày trước giả soát chỉ có hơn 21.000 người về từ Đà Nẵng, hôm qua tăng lên hơn 53.000 người, đến nay đã lên tới hơn 72.000 người. Điều này cho thấy người dân đã tự kiểm tra, giả soát lại, tự giác chấp hành, ý thức nâng lên. Hai ca bệnh phát hiện ở Hà Nội cũng là tự đến cơ quan y tế để xét nghiệm. Chính vì vậy, việc tuyên truyền là quan trọng, nhất là hiện nay, ông Trung đã nói như vậy. Và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bày tỏ đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ rằng địa phương không nguy cơ cao thì tổ chức thi theo kế hoạch. Tức là, theo ông Nguyễn Đức Chung, Hà Nội vẫn tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học bình thường, nhưng đo thân nhiệt thí sinh và thí sinh cũng được sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi. Và Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra thông tin truy vết F0 không khả thi. Đây là hình ảnh cảnh chụp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần trở nên vắng vẻ vì người dân lo sợ đợt dịch mới đây. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, được trang báo sinh.vn dẫn lời đánh giá về tình hình dịch bệnh như sau. Với Đà Nẵng, dịch bệnh đã có sự lây lan âm ỉ trong suốt tháng 7, không phải chỉ diễn ra vào những ngày gần đây. Vì vậy, việc tìm F0 tại thành phố này chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, không còn nhiều ý nghĩa để chống dịch. Những người mang mầm bệnh có thể đã đi lại trong cộng đồng mà chúng ta không biết vì họ không có triệu chứng gì. Chúng ta không thể kiểm soát hết 90 triệu dân để biết ai có mầm bệnh trong người. Việc quan trọng bây giờ là khi có ca bệnh phải khống chế, bao vây và xét nghiệm những người liên quan. Phó giáo sư Nga đã phân tích như vậy. Và Việt Nam cũng đang cố gắng bao vây dập tắt các ổ dịch viêm phổi Vũ Hán. Bộ Y tế đã cử đội quân tinh nhuệ nhất trong các đội ngũ lĩnh vực dịch tễ kiểm soát nhiễm khuẩn điều trị đến Đà Nẵng. Vì vậy, ông cho rằng chúng ta đang kiểm soát dịch quyết liệt, hy vọng khi phát hiện ra các ca lây nhiễm từ F1 sang F2, sự rầm rộ không như ban đầu, bởi lúc này chúng ta đã cảnh giác hơn. Cũng theo chuyên gia y tế này, chúng ta cần học cách sống chung với bệnh khi nó có thể còn kéo dài hàng năm. Ông nói, tôi tin tưởng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ khống chế tại các địa phương và bao vây ở Đà Nẵng để viêm phổi Vũ Hán không lan rộng, Phó giáo sư Nga nhận định. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng việc truy vết F0 không khả thi và tới đây sẽ phát hiện thêm ca mắc ở một số địa phương khác nữa. Một vài điểm đáng chú ý khác được ông Long nói vào chiều ngày 2 tháng 8 như sau. Thứ nhất là Đà Nẵng đã ghi nhận 6 ca trong cộng đồng nhưng chưa phát hiện được nguồn lây. Thứ hai, về chỉ số lây nhiễm lần này rơi vào khoảng từ 5 đến 6, trong khi đó lần trước chỉ khoảng 1,8 đến 2,2 tỷ lệ F2 bị nhiễm nhiều. Từ mùng 1 tháng 7 đến nay, các cơ quan chức năng xác định có khoảng 1,4 triệu người, số lượng người lớn đi đến Đà Nẵng, đi đến các bệnh viện ở Đà Nẵng. Tiếp theo, thứ tư là tâm dịch lớn nhất là cụm bệnh viện Đà Nẵng. 800.000 người đi qua khu vực này và có khoảng 42.000 người đã từng đến đây chữa bệnh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 với bản tin Người Trung Quốc tràn vào Đà Nẵng, Vũ Hán của Việt Nam xuất hiện. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de